Xin chào, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng trang sách về giáo dục giới tính cho con. Điều này cực kỳ là quan trọng bởi vì hiện nay giáo dục giới tính cho con là một điều cần thiết và bức thiết đối với tất cả các bậc phụ huynh. Thì hiện nay xã hội khá là nhiễu loạn, cho nên là cái việc mà chúng ta giáo dục giới tính cho con là cực kỳ quan trọng. Thì để giáo dục giới tính cho con thì các bạn nên dạy con từ nhỏ. Vì giáo dục giới tính cho con thì có nhiều cách để giáo dục. Tuy nhiên hôm nay thì mình sẽ gợi ý cho các bạn một cách, đó là các bạn sử dụng những cái trang sách vải như thế này, có cả hình ảnh minh họa để dễ dàng con có thể nhận biết và có thể tiếp thu được tốt hơn. Đầu tiên là chúng ta cần phải hướng dẫn cho con từ rất là nhỏ, hướng dẫn cho con nhận biết về các vùng nhạy cảm của cơ thể phía sau quần áo lót. Bởi vì là nhiều trường hợp là trẻ con bị xâm hại mà không thể tự nhận biết được sự nghiêm trọng của vấn đề do con còn quá ngây thơ và thiếu hiểu biết. Các bạn cần phải chú ý là các vùng mà mặc bikini như thế này này thì là những cái vùng mà chỉ là của riêng các con, và dạy con biết cách bảo vệ chúng trước sự động chạm của người khác. Con không được cho bất kỳ ai động chạm vào các vùng phía sau bikini như thế này, sau quần áo lót như thế này. Không được để ôm ấp vuốt ve nếu như mà con cảm thấy đó nó hoàn toàn là không phù hợp. Ở đây thì trang sách này thì mình có cái hình ảnh, đó là hình ảnh đôi bàn tay và dấu X. Thì mẹ có thể dạy con là có thể chỉ cho con. Trước tiên là chúng ta cần phải dạy lý thuyết cho con trước. Sau đó thì chúng ta có thể kiểm tra con bằng cách là cho con chơi cái trang sách như thế này. Thì hình ảnh minh họa rất là rõ ràng, thì các bạn có thể, ví dụ các bạn có thể hỏi con là phần nào mà người khác không thể động vào trong cơ thể của con. Ví dụ thì con sẽ cầm cái hình tay này và con có thể dán vào các phần như thế này. Đó, rất là đơn giản. Tuy nhiên thì cái phần truyền đạt của cha mẹ thì quan trọng hơn. Chúng ta có thể thực hành cùng với con. Cái việc mà chúng ta giáo dục giới tính cho con thì ví dụ các bạn có thể dạy con từ nhỏ, như là khi trong quá trình thay bỉm hay là tắm giặt vệ sinh cho con thì cha mẹ nên giảng giải cho con về cái vai trò của bộ phận. Bạn có thể nói với con là chỉ có mẹ hay là cô giáo và cô giáo được sờ vào mông và chỗ này chỗ kia của chỉ có mẹ hoặc là người thân hoặc là bác sĩ khi khám bệnh cho con có thể sờ vào các bộ phận này khi mà được cho phép. Khi có người lạ tới nhà thì bạn cũng không nên cho con cởi chuồng hoặc không mặc quần áo, mà ít nhất thì chúng ta cũng phải để cho con mặc bỉm. Tiếp theo là không ai có quyền động chạm đến cái bộ phận sinh dục của con, như kể cả ông bà này, hay là cô chú, anh chị em, hay là cô giúp việc, đó vân vân vân. Chỉ có thể là khi bác sĩ khám bệnh cho con ở văn phòng hay bệnh viện mà cha mẹ, hay là cha mẹ kiểm tra ở nhà lúc con mà bị đau hay là bị thương ở đâu đó thì có thể là động chạm vào cái phần đấy của con. Tiếp theo, đó là một số cái kỹ năng mà chúng ta cần phải hướng dẫn cho con để con có thể hiểu rõ hơn về cái phần về cơ thể của chính mình ấy. Thì ở trang sách này thì mình có hai hình ảnh minh họa như vậy, thì hy vọng là có thể giúp các mẹ hay là các bậc phụ huynh có thể dạy con, truyền đạt thông tin cho con và truyền đạt các kỹ năng cho con một cách tốt nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái clip về kỹ năng tiếp theo.